kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin Người Việt bốn phương. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Romania. Quảng Bình thúc đẩy xúc tiến đầu tư, mong muốn thu hút các doanh nghiệp đến từ Singapore. Món ăn Việt ngày càng phổ biến tại Nga, ngay bên bờ sông Moscow, thực khách dễ dàng thưởng thức hương vị ẩm thực Việt tại đây. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm và làm việc tại Romania vào ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và có buổi trò chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Romania. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, thúc đẩy quan hệ song phương với Romania trên nhiều lĩnh vực, chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đồng thời làm tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ kiều bào, hỗ trợ dạy và học tiếng Việt. Phó Thủ tướng cũng đã thông báo với bà con về tình hình đất nước, kinh tế tăng trưởng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, vai trò vị thế quốc tế được nâng cao. Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Romania. Mong muốn cộng đồng phát triển, đóng góp cho nước sở tại và là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình vừa diễn ra tại Singapore. Hội thảo có sự tham dự của trên 100 doanh nghiệp, các nhà đầu tư Singapore và quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương đã tới dự và phát biểu tại hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Tào Thị Thanh Hương nhấn mạnh, Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài với dân số 95 triệu dân, tốc độ tăng trưởng cao ở mức 7% mỗi năm, môi trường chính trị an ninh ổn định và chính phủ Việt Nam có chính sách hướng về doanh nghiệp. Đại sứ nhận định, hội thảo là dịp tốt để các nhà đầu tư tìm hiểu sâu hơn về thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình đã nêu bật những lợi thế về vị trí và điều kiện tự nhiên của tỉnh như nằm trên hành lang phát triển kinh tế Đông Tây kết nối tới nhiều nước ASEAN, có bờ biển dài 116 km với nhiều bãi tắm đẹp, có di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và hệ thống hang động có các cảnh quan được xếp vào hàng lộng lẫy và kỳ vĩ nhất thế giới. Do đó, tỉnh Quảng Bình tập trung thu hút đầu tư và phát triển du lịch với nhiều hình thức như du lịch sinh thái, du lịch khám phá hang động, du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra thì chúng tôi kêu gọi đầu tư các lĩnh vực về năng lượng tái tạo, mà trong đó trước hết là năng lượng gió, năng lượng pin mặt trời, cũng như là các lĩnh vực công nghiệp nhưng mà không gây ô nhiễm môi trường để mà phục vụ cho cái mà mũi nhọn của tỉnh đó là du lịch. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, trong cơ chế ưu đãi chung của Việt Nam, tỉnh sẽ áp dụng mức ưu đãi cao nhất cho các dự án đầu tư vào những lĩnh vực mà địa phương khuyến khích, đồng thời cam kết sẽ đồng hành với các nhà đầu tư trong tất cả các khâu, từ tìm hiểu, khảo sát, lập dự án cho đến triển khai và đi vào hoạt động. Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có hơn 440 dự án đầu tư đang hoạt động, trong đó có 23 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 763 triệu đô la Mỹ. Thực hiện chủ trương về thông tin đối ngoại của Đảng và Chính phủ, ngày 6 tháng 7, Báo Nhân dân đã chính thức khai trương văn phòng thường trú tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Cùng với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, sự có mặt của Báo Nhân dân tại Liên bang Nga sẽ đóng góp thêm một kênh thông tin hiệu quả, làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga. Điều này không chỉ góp phần làm tăng sự hiểu biết của người dân Việt Nam về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa ở Liên bang Nga hiện nay, mà còn là cầu nối để người dân Nga có thể hiểu về tình hình của Việt Nam. Báo Nhân dân điện tử hiện có 5 thứ tiếng, trong đó tiếng Nga nhằm hướng tới đối tượng bạn đọc là người nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là bạn đọc người Nga và bạn đọc sử dụng tiếng Nga, cũng như cộng đồng kiều bào ở Nga và các nước có sử dụng tiếng Nga. Ngoài các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú, tại hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, Báo Nhân dân có 6 cơ sở đại diện ở nước ngoài, đó là Pháp, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và bây giờ là Liên bang Nga.
Làm thế nào để giữ gìn nguồn cội cho con cái là trăn trở của nhiều gia đình Việt ở nước ngoài. Trong môi trường giao thoa nhiều luồng văn hóa thì có lẽ các bậc cha mẹ càng phải kiên nhẫn để giúp con hiểu và trân quý cội nguồn của mình. Câu chuyện ở một gia đình tại Pháp là một ví dụ. Chị Bùi Thúy Vân và anh Nguyễn Xuân Quang có hai cậu con trai, 4 và 6 tuổi. Hai cháu đều được sinh ra và lớn lên ở Pháp, nên anh chị luôn tìm cách làm thế nào để giáo dục con cái về văn hóa, truyền thống của người Việt. Cho con tiếp xúc với môi trường nhiều người Việt là giải pháp hữu hiệu nhất đối với anh chị để vừa gắn kết với con cái cũng như tạo môi trường tiếng Việt cho các cháu. Chúng tôi cũng có rất là nhiều bạn bè từ Việt Nam qua Paris công tác hay đi du lịch. Thì tiếp xúc với những người bạn Việt Nam như vậy thì các cháu cũng thêm hiểu và thêm yêu văn hóa Việt Nam. Và các cháu cũng tham gia các cái lớp học của cánh diều, ở đó các bạn có thể gặp các cái bạn Việt Nam khác. Anh Quang hiện công tác tại Bệnh viện châu Âu Jacques Pompidou ở Paris. Công việc khá bận rộn và giờ giấc thất thường, nhưng cứ có thời gian, anh luôn cố gắng giúp và chia sẻ với vợ trong những công việc gia đình như đưa đón con đi học, nấu các món ăn Việt. Anh cũng tranh thủ nhiều nhất có thể để chơi với con, trao đổi với con về cách ứng xử theo văn hóa Việt. Chúng tôi còn hoàn toàn có thuê được bảo mẫu, nhưng mà chúng tôi cố gắng là tự đưa đón các con một ngày, một tuần. Riêng tôi dành một ngày để chơi với con, đưa con đi chơi trong những ngày mà con không có trường học. Vì ở Việt Nam thì là các cháu nó có các cái môi trường xã hội như là ông bà, cha mẹ, hàng xóm, ra ngoài đường là nói tiếng Việt. Còn ở đây thì mình dành một ngày cho con, mình dành nhiều thời gian cho con, mình nói tiếng Việt với con, kể cho con những câu chuyện về Việt Nam. Như vậy thì làm cho con nó giữ được cái nguồn gốc, cái cội nguồn. Tôi khuyến khích các con là hòa nhập tốt vào cái văn hóa của nước sở tại. Và mặt khác thì tôi cố gắng là dành nhiều thời gian nhất có thể để giáo dục cho con về cái truyền thống văn hóa Việt Nam. Ví dụ như là đọc sách cùng con này, dạy con hát những cái bài hát Việt Nam này, hay là những cái bài thơ từ cái thuở ngày xưa mà tôi vẫn thuộc bằng tiếng Việt cho con. Nuôi dạy và giáo dục con trẻ luôn cần sự kiên nhẫn và là một quá trình luôn lặp đi lặp lại. Nói cách khác là kiểu mưa dầm thấm lâu, nên sự cố gắng từng chút một của gia đình chị Vân Anh Quang cũng là đang nuôi hy vọng thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài sẽ ít nhiều thấm nhuần và lưu giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc. Thưa quý vị, ngày ẩm thực Việt Nam vừa được khai mạc tại khách sạn Crowne Plaza, thành phố La Hay của Hà Lan. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức với sự tham gia của các đầu bếp Việt Nam và Hà Lan. Ngày hội đã thu hút sự quan tâm của người dân nước sở tại và du khách quốc tế. Đến với ngày hội, khách tham quan đã được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Việt Nam như chả cá, bún chả, nem rán, chả lá lốt. Cũng tại sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã giới thiệu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, các ấn phẩm quảng bá ẩm thực, du lịch Việt Nam do Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện. Đặc biệt, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng những bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh thiên nhiên Việt Nam của họa sĩ Nguyễn Minh Sơn mang từ Việt Nam sang trưng bày. Đây là lần đầu tiên Ngày ẩm thực Việt Nam diễn ra tại Hà Lan và cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Hà Lan. Tiếp theo sẽ là một thông tin vui cho du lịch Việt Nam. Thưa quý vị, theo bình chọn trên trang web du lịch từ honeycombers.com, thì hang Sơn Đòn và hang Sửng Sốt của Việt Nam đã lọt vào danh sách top 10 hang động kỳ quan ở Đông Nam Á. Hang Sơn Đòn nằm ở tỉnh Quảng Bình, miền Trung Việt Nam, được biết đến là khu vực hang động lớn nhất trên thế giới. Với chiều cao hơn 150m, chiều rộng 200m và chiều dài khoảng 9km, Sơn Đòn khiến du khách kinh ngạc với những măng đá khổng lồ, thạch nhũ hùng vĩ, cây xanh siêu lớn và dòng sông ngầm chảy xiết. Còn hang Sửng Sốt thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, nổi tiếng với những vách tường, những chùm nhũ đá hoàn hảo mượt mà như được mài, chạm khắc bởi bàn tay con người. Với vẻ đẹp hoang sơ, rộng lớn và hùng vĩ, các hang động của Việt Nam được đánh giá là điểm đến du lịch hấp dẫn, đặc biệt thích hợp với những du khách đang tìm kiếm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây thì ẩm thực Việt Nam đã trở nên rất phổ biến tại Nga. Sự xuất hiện của hàng loạt các nhà hàng, quán ăn Việt được so sánh như một trào lưu ẩm thực đang lên ngôi ở xứ sở Bạch Dương. Đến nước Nga trong mùa World Cup này thì nhiều du khách có thể được thưởng thức hương vị Việt Nam ngay bên bờ sông Moscow.
Bổ, cái tên chẳng dễ gọi ngay cả với nhiều người Việt. Thế nhưng, quán này lại thu hút rất đông khách Nga. Hẳn vì vị trí đẹp ở công viên văn hóa, nằm sát bên bờ sông Moskva. Nhưng quan trọng hơn là những món ăn Việt Nam vô cùng hấp dẫn, mà nhiều người Nga cho rằng rất ngon và bổ. Tôi rất thích địa điểm này. Cứ mỗi lần đi chơi là vào đây, khó mà có thể cưỡng lại mùi vị của các món ăn ở đây. Ngay từ xa đã cảm thấy, và mọi thứ đều ngon. Tôi đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Tôi đã thử nhiều món ăn ở Việt Nam. Các món ở đây cũng ngon không kém và vị trí lại đẹp. Phở, nem, gỏi cuốn, bún chả và sinh tố xoài. Thực đơn của bộ chỉ có vậy. Phần lớn nguyên liệu được đưa từ Việt Nam sang, đặc biệt là rau thơm. Giá mỗi suất 350 rúp là khoảng 130.000 tiền Việt. Khách rất đông vào dịp cuối tuần. Doanh thu có ngày lên đến 1 triệu rúp là gần 400 triệu đồng. Ngày cuối tuần ấy, thì phở chúng tôi bán khoảng 700 đến 800 bát ở riêng cái chỗ này, cộng với khoảng 400 suất bún chả. Rồi nem với gỏi cuốn thì mỗi loại 6 đến 800 cái một ngày nữa. Mùa hè ở đây thì bán cũng được nhiều cái sinh tố xoài với lại bia. Bia Việt Nam cũng bán bia Sài Gòn. Hiện không khó để tìm những món ăn Việt ở Moscow khi ngày càng nhiều những nhà hàng quán ăn Việt được mở ra. Chỉ riêng quán bổ đã có đến 4 địa điểm. Quán ven sông chỉ làm việc mùa hè, nhưng là điểm hẹn yêu thích của nhiều người Nga và cả những người Việt khi nhớ về hương vị quê hương. Với nhiều thực khách Việt Nam khó tính thì có thể phải thêm bớt một vài gia vị cho phù hợp với khẩu vị của từng người. Nhưng riêng với tôi thì cảm giác mà ăn bún chả bên bờ sông Moscow thực sự là rất đặc biệt. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Địa bàn Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin trên trang website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV Fargo. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.